Ok. Em xin chào mọi người nhá. Lại tiếp tục công cuộc tìm nhà mới cho hai bạn. Cái nhỡ, cái tơ 100% mọi người nhá. Đấy. Một con thì là nó rơi tầm khoảng 8 hay 9 tháng mai giấy về thì em sẽ xem lại em báo mọi người. Còn một con là 13 tháng nhá. Cái con 4 tháng rưỡi này của nhà em ấy thì là hôm qua em bán rồi. Con của con oan nhà bầu bỉ nhà em. Con này là con của Eto Ivo 1 nhập Séc, bố mẹ nhập luôn. Con này là con của Monter Ivo 2 nhập Pháp mọi người nhá. Nhưng mà em lại nói luôn là tại sao mà những cái con này em lại bán bằng giá chó con luôn cho mọi người hiểu này, không có là mọi người lại bảo là chó lỗi hay là chó lọ chó kia. Thì mọi người thấy này, ví dụ như cái con này nhà em này, nó mới 4 tháng rưỡi gần 5 tháng thôi mà nó đứng cạnh con này là 8 tháng. Mọi người, thì mọi người thấy không? Nó cũng gần ngang chạng nhau đúng không? Hoặc con kia, con của con Monter Ivo 2 này. Con này nó được 13 tháng rồi, mọi người thấy nó chỉ nhìn hơn con này khoảng 4-5 cân thôi. Mọi người thấy là do hai con này ấy, chủ kiểu ta gì nhỉ? Nói chung là nhiều vấn đề chuyện gia đình của người ta mình không muốn nói nữa. Đấy, các anh nhờ em bán hộ thôi. Nên là bọn em sẽ bán bằng giá cho con. Những cái con như thế này phả nó chuẩn. Phả đây là phả bố nhập thì là bọn em đều là phối giống và bao tiêu đầu ra cho con luôn. Đấy, mấy nữa mọi người mua thì bên em vẫn bao tiêu được. Ví dụ như những cái con của con Monter mọi người thấy không? Lông nó rất là sơ. Đấy, về mọi người chỉ cho em khoảng 20.000 thuốc tẩy giun thôi là lại đẹp ngay. Đấy, nhìn cái tướng con chó là biết là những cái con này là bị chủ bỏ, mọi người hiểu không? Đấy. Nên là thôi các anh ấy nhờ bọn em bán hộ. Nên là bọn em vẫn tìm nhà mới cho nó thì bằng giá chó con thôi. Đấy, để cho các anh ấy, những các anh đã nhờ rồi. Còn những cái con này mọi người thấy nếu mà nó được chăm đầy đủ như con oan nhà em qua em vừa quẩy thì nó rất là đẹp mọi người nhá. Còn những cái con này là lông nó hơi sơ chút mọi người nhìn này. Đấy, con Eto này như thế là hôm đó bọn em vừa chuyển, anh Quốc anh ấy vừa nhờ bọn em bán chuyển từ trong miền Nam ra. Eto đứa này. Còn con oan thì nó chăm chế độ tốt, nó mượt mà rất là đẹp. Mấy cái con này về ăn thì phải nói mọi người là hơn thuồng luồng mọi người nhá. Đây, bắt một con chó con luôn cho mọi người xem. Cái con chó như thế này bọn em bán bằng giá tiền hết mà nuôi một con chó 2 tháng để to to như thế này. Ở nhà để mà to như bọn này thì đến bây giờ đến nửa nửa to được như này mọi người nhá. Em bán bằng giá cho con hết. Đây. Đấy, tìm này. Cho nó vào nhà mới để anh chị chăm. Con của con Eto Ivo 1 kia là còn có điều hướng rồi mọi người nhá. Con của con Monter Ivo 2 này cũng có điều hướng rồi. Và mọi người cứ cho thức ăn là nó làm theo thôi. Hai con này còn có điều hướng. Nhưng mà bây giờ chủ kiểu chán rồi. Con oan kia lắm mồm thế. Con của con Eto này thì nó cũng đang đẹp như con Monter này nhá. Thề nếu về mọi người, nếu tin em nhá, về cho 20.000 thuốc tẩy giun thì một tháng con này nó sẽ lên khoảng 6 cân là ít. Khẳng định luôn. Đây là cái lông của nó đang bạc màu, nó rất là sơ luôn. Đây. Gọi là biểu hiện của một con chó đang bị run nặng và đang bị thiếu chất. Thiếu chất chứ kiểu người thiếu dinh dưỡng, người như là dẹo ấy, chứ mà ăn vào tai nó sơ rồi ấy. Thứ đây con này đúng thế. Đây còn đứng bên cạnh đây là một con được chủ chăm tốt. Đây nó đẹp. Đây con này thì là ăn cám. Con kia thì gì nhỉ, anh chồng nuôi nhưng mà tan đi làm, vợ chăm không tức quá bắt mẻo mang lên bán hộ. Chị không nấu cơm nhưng mà chị cho ăn cám, lông rất là đẹp. Đấy. Con này về mà anh chị có điều kiện bổ sung cám chứ cơm xương còn con này con Monter Ivo 2 mọi người nhìn thấy đầu thủ này, cái tướng của con chó nhập đầu thủ nó vẫn rất là đẹp nhá. Khung mặt rất là đẹp luôn. Mỗi tội là bây giờ lông nó sơ rối, sờ mông hóp đi top. Đấy. Bây giờ mọi người nó rồi tầm 13 tháng về nhà mọi người chăm 3 tháng nữa lên nhà em xa lơ là đẹp. Đấy, vẫn bao tiêu được ra chó con luôn. Đây, còn con này con của con Eto ấy. Mặt như sói luôn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là con oan nhà em màu mảng nó vẫn là đẹp nhất đúng không? Con khung gọng dưới. Đấy. Không phải đơn giản mà em mẹ mang bố nó về em làm được giống cả. Mà cũng không phải đơn giản mà vì sao những cái đàn bố của con này 2 tháng người ta bán 80 triệu. Nó phải nó đẹp từ đời ông bà rồi con. Đấy. Cái đấy.